là ngày hội tranh tài của các golfer single handicap hàng đầu tại hai miền Nam Bắc. VGA Union Cup luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông cũng như người hâm mộ golf tại Việt Nam. Năm nay, hai tuyển Nam Bắc đều có sự thay đổi lớn về đội hình cũng như chiến thuật. Ở tuyển miền Bắc, ông Đinh Hồng Phong lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò đội trưởng. Trong khi đó, ông Trần Thanh Tú tiếp tục được tin tưởng với vị trí đội trưởng của tuyển miền Nam. Một người lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò điều binh khiển tướng và một đội trưởng nhiều kinh nghiệm qua các mùa giải. Cuộc so găng này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ. Thành viên của hai tuyển năm nay cũng xuất hiện nhiều cái tên lần đầu tiên tham gia giải. Đây sẽ là những ẩn số khiến giải đấu thu hút hơn cả. Cái kết quả của các trận đấu nó sẽ rất là khó lường, và đặc biệt nó là game của các đội trưởng. Vì vậy thì cái việc mà điều binh khiển tướng như thế nào và sắp xếp các cái nhân sự ra sao của đội trưởng ấy, nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là lớn đến kết quả của giải đấu. Chính vì vậy thì cái việc những ẩn số của các nhân vật mà hiện nay vẫn còn chưa được mọi người biết đến nhiều, cũng như là cái sự dẫn dắt chỉ đạo năm đầu tiên của đội trưởng Đinh Hồng Phong, thì có thể là chúng ta sẽ có những cái kết quả rất là bất ngờ. Một trong những điểm mới không thể bỏ qua của VGA Union Cup 2021 đó là lần đầu tiên có sự đồng hành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines. Sau 6 năm tìm hiểu và quan tâm tới môn thể thao golf ở Việt Nam, Vietnam Airlines đã quyết định đồng hành trở thành nhà tài trợ danh xưng cho một giải golf nghiệp dư 2021. Không chỉ cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của nhà tài trợ về cung cấp các sản phẩm tiện lợi, phục vụ toàn diện nhu cầu ăn ở, đi lại của các golfer khi tham gia giải đấu, Vietnam Airlines còn kỳ vọng lớn hơn trong việc góp phần thúc đẩy phong trào golf ở Việt Nam xứng tầm thế giới. Chúng tôi rất là kỳ vọng ấy, là sẽ cùng được đồng hành, cùng được chung tay để làm sao đấy nâng tầm cái giải đấu vô địch quốc gia nghiệp dư. Thế thì thông qua đó ấy, thì Vietnam Airlines cũng mong muốn là tạo ra những cái sản phẩm, những cái trải nghiệm thật là tiện lợi cho các golfers và cũng như là bạn bè, người thân, gia đình đi cùng đến mọi miền của Tổ quốc khi tham gia những giải đấu hoặc là khi đi chơi các cái trận đấu golf ở trên khắp đất nước Việt Nam. Ngoài Vietnam Airlines, VGA Union Cup 2021 còn nhận được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ khác như sân golf Westlake Golf and Villas, Ngân hàng Quân đội MB Bank, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phượng Hoàng, Nhãn hàng Ping, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Yến. Với sự tin tưởng đó, chắc chắn giải đấu diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 3 trên sân Westlake Golf and Villas, Long An sẽ không khiến các nhà tài trợ và người hâm mộ thất vọng.